nè, chia bữa, cách chia bữa của người miền Đông Nam Bộ nha. Đây bữa giường tại nhà luôn, mới vừa đi hái được bữa giường. Những câu như quả à. Còn đây tự sướng xong giờ tới tháo này ra. Quá tuyệt đỉnh. Ủa kia muối đâu rồi, muối chấm đâu rồi, muối chấm để muối ớt, ớt không muối tiêu à? Ủa sao này muối tiêu mới muối ớt, không muối ớt không em? Muối tiêu, để lấy muối tiêu rồi muối ớt. Đây, muối này mới đúng nè, muối này mới đúng nè. Rồi xong giúp ăn về sao chết được, trời ơi, ra ngoài bưởi ngoài giường đó, ra ngoài giường hái vô cái dứt vậy sao chết được trời. Đây trời ơi nó ngọt. Ăn tôi về luôn á, ngon không phải tưởng tượng nổi luôn. Ủa sao em ăn được? Thì ăn cái ngọt. Ừ thì ngọt. Thì ngọt ăn được nhưng mà chua ăn không được. Trời ba sẽ thử em cho má. Trời ơi, ngon lắm. Trời ơi là trời. Được.
chua ăn không được, không ngọt được. Sao anh không nói? Thôi anh quay lại đi. Ai biết, không biết. Quan trọng anh quay là của anh. Rồi, thôi. Cảm ơn quý vị. Ăn vậy, thao chết được. Mất hứng quá.